Nó bấm bấm chim mới bó mẹ phải không? Heo à, bí à. Hello mọi người, đã quay trở lại video đi rừng tiếp theo của em Nhũng Nghiến nha mọi người. Anh em mới lên tới rừng rồi à, giờ bắt đầu chung luôn ở trong rừng rậm đó mọi người, xanh lùng cho mồi có nè, có thì tự tạo ra chứ ai nó làm đường sẵn cho em đi nè, em đó phát dọn ra làm chàng trai mơ đường em, cho nó có bụi cho mồi này. Đây đang mùa sim chín mà người, nhưng mà nó còn thưa, thiếu nước nó rớt hết hả bạn ơi. Hai anh em giờ đi tới địa bàn chỗ đây rồi, mấy chân đá là xuống không được mọi người, đá rất là sâu luôn, chứ là đá đông đông không khí không. Cục Nghiến đang ngầu ngáp ngáp dài đây. Còn mọi người, tảng đá rất là sâu nha, rất là bự luôn, dưới đây là vực sâu. Đồ kia mới coi trái chứng đỏ kia mày hả à? Ui chứng đỏ như trùm trùm ấy, ui trời, đó rực luôn mày hả à, à. Em ơi coi đây coi gì đây, đọt đỏ cháy luôn, là như hồng hồng đá hả à. Ui tàu không khiếp á, chỗ đây có coi bông lài này, mấy cái bông mùi thơm ghê thiệt. Ừ đây nè, ở bốc lại vàng mọi người. Wow, bay mùi thơm mất không? Lúc dưới vực sâu bốc lại. Trời thơm, nó mùi nó như nó kho mọi người, nó bay lên lúc này. Wow. Hả? Ừ, nhánh nó to đẹp không á? Lúc hàng đen. Wow, là vàng. Trắng còn có mọi người. Trắng nó tới 1-2 bông thôi, còn nó vàng, mình vàng hết. Thơm cực kỳ luôn. Ở lại loại này lại trắng đấy, còn đây sao là vàng. Đồ còn coi gì ra bông vàng chặt kia nữa. Dưới cái này. Trời ơi, nhiêu coi độc lẻ ta. Đó mọi người. Đó cái chỗ em chỉ con tay á. Nửa bông. Màu vàng à, màu vàng cam. Chứ phải màu vàng như bông mai đâu, đó, chỗ con tay. Chỉ á, trời ơi nửa bông. Hay thật. Rực cái góc trời luôn. Dưới đời đá không, xuống được cái đời coi thứ mới coi đời thứ, đang coi độc lạ không. Bên chỗ kia có coi ngũ gia bì, trời ơi to đó. Nguyên lùm thiệt to, nó ra bông nó dựng lên. Trên kia cái gì bông ở đó đó nữa kìa. Tứ tung. Đàn hàng độc lạ không. Hoài. Wow. Giờ xuống không được, thích tìm đường xuống, xuống ở đây được này. Ồ. À. Đồ cái bông đẹp mày. Đây kia. Ờ. Phải đây kia môi không? Ngay. Em cho cái đôi bòi bòi được đây kia chê bó em lắm. Em đói quá mà. Mã số 1 nha mọi người, một coi cho mọi xì lấy dài luôn. Coi nó hàng mini nhỏ nhỏ nó lách lách mọi người. Úc Nghiến nó chê nó coi nào, nó chê nó bó này. Nó này nó ống phải không? Chê nó bó em lắm bòi bòi thế giờ đói quá. Nhà tao hết buổi trưa rồi mà không gặp được cái coi nào hết á. Có ấy. Vẫn vô mà sao mà không có trái mày. Trái xanh nó mới rè ra mà. Coi hiện đang cho trái luôn nha mọi người. Em cưa cành không cho mọi người xem. Hả? Mới rè trái non à, coi đây nó rè muộn. Thiếu nước hay sao, mới mưa không có nước nó rè muộn. Là mọi người trái này, coi đây nó rè muộn. Mới rè non nhéo à. Hả? Thiếu nước nó mới có mưa xuống nó mới bánh đọt rè trái mọi người. Trên này cuối mùa hết trái rồi. Cành nào thấy có trái nào, đây đây. Mới ra non nhéo luôn, đây. Cái này ra khoảng tầm cỡ 10 ngày nửa tháng nha mọi người. Đó. Giờ là ok rồi. Thích ăn ấy rồi. Mã số 1 đã xong nha mọi người. Cái này cũng dính được ít đất. Đó. Đầu niêu cũng ngon lành nha. Mấy con đây với mấy con đây thì nó cũng tuột hết rồi. Con đây nó ít rễ. Dính bè rễ tạp. Chỉ mấy con đây là chắc thôi mọi người. Đế trải 12 giờ. Ông này. Con này hai thân nha mọi người, nhưng em thiếu bó một thân rồi, hai thân nó song song với nhau.
nó nằm thiếng bó rồi, còn lấy một thân đây. Đó, cái này đường thân có độ lách nhị nha, uống lượng 3D 5 chiều. Đó, nó chia nó bó đúng không? Lách nhị mọi người, cái này đang cho trái luôn. Hoành của nó thì tầm khoảng cỡ 10 mấy em, 16, 17 á, sao 12 mọi. 5 tiền không hết mà 12. Gốc nó cỡ bằng chai keo nha mọi người, chai keo liền xẹo nha. Chiều cao khoảng 30. Rồi mã số 1 em xin báo giá là 200 em bao ship nha, 200. Bao xu rồi, ó mất gì. Rồi lách quá nghệ thuật mọi người. Em ở nơi nào có còn tào lao không em? Chiều phẩm anh. Mã số 2 nha mọi người. Là một con trời mòi xỉ lấy giày luôn. Cái ai mà siêu phẩm còn chi vậy ha. Coi này nó thắng mọi người. Thắng tưng rồi, nó mọc ngay chỗ cái vách đất. Đó, cái đây mồi lấy rễ nha, lấy chân rễ. Mồi sau lúc thấy nó lách nè. Quá nghệ thuật, thằng rừng nó thắng đét à. Coi đang cho trái luôn mọi người. Đã em cưa sẽ cái cành nào đấy. Kéo xuống cho mọi người coi. Chỗ đây 3-4 coi mà không coi nào có trái hết. Nó mọc đám mà, có trái kì, chẳng bông không. Đây mọi người, coi đây hàng mini cũng đẹp này. Nó cốt 4 thân, rễ rất là nhiều luôn, bông. Đây, coi đây 2 thân cũng bông luôn, coi đây lách này. Coi đây 1 cốt lách, bông luôn. Chỉ được một coi chỗ đây trái thôi mọi người, hay thật. Còn trên đây mấy coi nữa nè. Trên được 3 coi, 4 coi nữa mà chưa lên. Rồi giờ em cắt cái rễ đây. Rồi, kéo trái cho mọi người coi đây nha. Đây mọi người, cái cành trong đây nha. Đấy, đầu cành đấy. Cửa kéo xuống đây. Ô biếu nha nha. Trái chín hết rồi. Rất là to. Mắc khôn à. Có cái nào cái ái này à. Ồ, trái to cơ. Trù, thấy như cái ấu này. Nè. Biếu anh, ồn ồ ái y này à. Uầy, buồn cho em. Không có, bè bốn cây đó, anh coi nào có trái. Coi là trái, ôm mồm. Đây à. Mã số 2 đã xong nha mọi người. Đây, chân rễ đây, quá nghệ thuật nha. Đó, cái cổ đây nó thánh quá, nó cao, nó to, thù lù mọi người, cách tháp lại. Nó nuôi lại, nó lực, nhìn đẹp hơn. Lách quá nghệ thuật nha. Nó gồm 2 chân rễ đi xuống nha mọi người. Rễ ra nó chỉ ra một rễ nhỏ nữa này. Bè cái mà nó léo xấu quá này em cắt bớt. Đó. Mà con đời còn rất hay luôn. Hoành ngang chỗ đây tầm bằng chai keo nha mọi người. Chiều cao khoảng cỡ 40. Rồi mã số 2 em xin báo giá là 200 bao ship nha. 200. Thành quá gốc nghiễn rồi nha mọi người. Hôm nay được một cây xà beng với một cây cưa. Này đi về không rồi mọi người, đối chân xương. Ôi nhưng mà ôi giời luôn. Em được 2 mẻ. Một cái cây trời mỏi xí lấy dài 1 chân rễ nha. Này cũng có nhân rinh mà đỡ gốc nghiễn. Em kết thúc video tại đây luôn. Của chú anh chị nếu thích thì alo luôn nha. Tết lập. Chờ nó thu dọn hành lý mọi người. Tháo đồ nghề về cắt luôn. Nghĩ luôn á. Hết coi rồi. Dẫn ra.